Xin chào anh em. Thì hôm nay mình làm cái clip này để nói về vấn đề là giày bản thường và bản XDR khác nhau như thế nào. Thì trước mặt mình đây là hai đôi KV7, một bên là bản XDR, một bên là bản thường. Thì nó có khác nhau không? Thì câu trả lời đó là có khác nhau nhưng rất ít. Đây, về đầu tiên thì sơ qua ở ngoài vỏ hộp, khác nhau điều đầu tiên đó là cái code của đôi giày. Mã code của bản XDR đây, DD1446800. Còn đây là bản thường, DD1447800. Đây, đó là phần khác biệt đầu tiên. Tiếp theo mình sẽ mở đôi giày ra và cho các bạn xem rõ hơn. Hai đôi giày nhìn bề ngoài không khác gì nhau. Phải rất kỹ chúng ta mới có thể nhận ra những chi tiết khác biệt. Đầu tiên đó chính là phần cái lỗ xỏ dây này. Ta nhìn thấy đây là bản XDR ở bên tay trái mình. Chi tiết đây, nó to hơn, cái đường chỉ nó to hơn. Còn đây sang phần bản thường, cái đường chỉ này nó nhỏ hơn. Cái đường nét vẽ của nó nhỏ hơn. Phần tiếp theo thì đến cái phần gót đôi giày, thì cái logo thêu của bên bản XDR này nó nhìn nó nhỏ hơn và nó nhạt hơn so với logo thêu của bản thường này. Nó đường điều chỉnh nó to hơn và nó rõ hơn. Tiếp theo đó đấy là phần đế của đôi giày. Hai đôi nhìn qua camera thì chúng ta có thể khó phân biệt chút, nhưng mà như ngoài đời chúng ta có thể phân biệt rõ hơn là bản XDR này cái màu đế nó sậm hơn so với bản thường. Nguyên nhân là tại sao? Là do chất liệu của hai loại đế này có phần khác nhau một chút. Đó là phần đế của đôi XDR này thì được cứng cáp hơn, được bổ sung chất liệu cứng cáp hơn để phù hợp với sân ngoài trời và sân trong nhà. Còn phần đế thường này thì được sản xuất đánh chính ở sân trong nhà. Thì ngoài ra thì anh em có thể đánh ngoài trời cũng được, ok không sao. Thì có tiền thì mình cứ chơi thôi, mòn thì mình mua đôi mới. Hoặc là bây giờ có trò thay đế rất hay, mình thấy đế mòn có thể thay đế mới được. Thì sơ qua một chút về cái bề ngoài của hai đôi giày. Bề ngoài thì nó không khác biệt nhau lắm, mà cũng không ảnh hưởng gì đến đôi giày cả. Nhưng khác biệt tiếp theo có phần ảnh hưởng đến đôi giày, đó là cái phần form giày, phần mũi giày. Mình có thể quay rõ cho các bạn. Phần mũi giày của bên XDR bên tay trái mình đây thì nó có phần bè hơn và nó vòm cao hơn so với bản thường. Này, anh em quay rõ hơn. Nó có phần bè hơn một chút. Chút xíu thôi, nhưng mà khi mà xỏ vào chân thì chúng ta có thể cảm nhận được. Thì đã từng có những khách của mình đi thử bản XDR và bản thường cùng size, nhưng bảo là bản XDR này nó sẽ rộng hơn một chút. Tất nhiên là nó không đáng kể gì cả, nhưng đó cũng là một sự khác biệt để cho các bạn chọn size chính xác hơn. Đây. Ngoài ra thì sự khác biệt giữa hai đôi này đã không có gì quá lớn. Thì XDR hay bản thường thì đều ok cả. XDR thì nó phù hợp với sân ngoài trời hơn một chút, thì các bạn có thể cân nhắc giữa hai bản này. Còn đâu thì các chi tiết màu sắc đều rất giống nhau, khá tương đồng. Nhưng theo cảm nhận của mình, cảm nhận thôi nhá, thì phần bản thường thì nó các chi tiết nó có phần sắc nét và nó hoàn thiện hơn so với bản XDR. Đó là phần cảm nhận của mình thôi, do mình đã trải nghiệm rất nhiều về hai dòng giày này rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào các bạn. Ai có nhu cầu đặt hàng hãy liên hệ mình, Đăng Sneaker, Phạm Đức Vinh. Bye bye.